Hi, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Invest TV của chúng mình trong buổi sáng ngày hôm nay, buổi sáng ngày 20 tháng 5 năm 2022. Kênh chúng mình lại tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tổng hợp số lượng Pinot chạy trên toàn thế giới và tại Việt Nam trong sáng ngày 20 tháng 5 như sau. Tổng số nốt Pi chạy trên toàn thế giới và tại Việt Nam đã được active là 65.678 nốt. Và đây các bạn có thể nhìn thấy cái biểu đồ phân bố số lượng 20 nước chạy nhiều Pinot nhất trên thế giới. Và dĩ nhiên rồi, Trung Quốc vẫn là nước đang dẫn đầu với gần một nửa cái số lượng Pinot chạy trên toàn thế giới. Tiếp theo sau là Hàn Quốc, Việt Nam. Trong top dẫn đầu thì có sự thay đổi vị trí nhẹ của Nhật Bản và Đức. Nhật Bản thì tăng lên mà Đức thì giảm xuống. Sau thì cũng có sự xáo trộn nho nhỏ giữa các cái nước Hà Lan, Singapore, Romania, Croatia. Thì để theo dõi số lượng Pinot của các nước, chúng ta theo dõi bảng Excel như sau. Đây các bạn thấy ngày hôm qua ngày 19 tháng 5 thì nhìn trên số liệu phân tích thì màu xanh thì chứng tỏ là số lượng Pinot tăng rất nhiều. Mình zoom lại cho nào. Tăng lên đến 1.008 nốt. Tuy nhiên trong ngày hôm nay xem số lượng tăng giảm như thế nào. Trong ngày hôm nay thì số lượng nốt lại giảm đi đến tận 1.001 đó. Thì nói chung là lên lên xuống xuống cũng khá là tất cả. Ý như là thị trường chứng khoán vậy các bạn ạ. Đây các bạn nhìn này, Trung Quốc sau một ngày tăng mạnh 947 nốt ngày hôm qua thì hôm nay lại tụt xuống 752 nốt. Chả hiểu là làm sao. Có anh Hàn Quốc này, đó là một cái đất nước mà tăng trưởng đây, Hàn Quốc, Nhật Bản là hai nước mà tăng trưởng rất đều. Hàn thì liên tục có những phiên ở những ngày tăng số lượng chạy Pinot ở mức 3 con số trên 100. Nhưng ngày hôm nay thì không được nhiều như vậy, chỉ có 70 nốt thôi. Còn Nhật Bản thì vẫn cứ đều đều, không nhiều, không đột biến lắm, chỉ có những cái ngày như ngày hôm qua thì tăng lên 113 nốt. Ngày hôm nay thì vẫn tăng đều. Như này thì cũng Nhật Bản thì cũng chắc là cũng phải 1 tháng 2 tháng nữa thì cũng sẽ hơn được 1.000 nốt thôi. Ok, top dưới thì có sự thay đổi xáo trộn thứ tự của các nước như là Hà Lan, Singapore, Romania, Croatia, thứ tự thay đổi không nhiều. Số lượng nốt Pi thì cũng chỉ có Romania, Croatia là giảm hơn nhiều một chút thôi, còn Hà Lan thì chỉ giảm có mất 2 nốt. Đó. Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay thì sau ngày hôm qua ngày 19 tháng 5 được 391 nốt thì ngày hôm nay bị tụt mất 176. Đó cũng khá là thất vọng. Không biết do phải do anh em mải xem bóng đá U23 Việt Nam không để ý chăm nốt. Ôi anh em để ý để chăm nốt mình chạy được liên tục nhá. Ok, cảm ơn các bạn. Chúng mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những thông tin cập nhật số lượng Pinot trên toàn thế giới và tại Việt Nam hàng ngày. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.